Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Món ăn ngày hôm nay mà Lina muốn giới thiệu đến anh chị em và các bạn đó là món mì xào thịt ba chỉ. Nếu như anh chị em và các bạn nào yêu thích món ăn này thì bây giờ Lina xin mời cùng vào bếp để làm với Lina món mì xào thịt ba chỉ nha. Để làm cái món mì xào thịt ba chỉ thì Lina đây có là đây là thịt ba chỉ. Mình mua về mình rửa sạch, mình dùng dao cạo bỏ những cái lớp dơ bên ngoài, sau đó mình cắt miếng nhỏ vừa ăn thôi. Đây là hành tây cắt khối vuông nhỏ, rồi hành lá cắt khúc, dầu tỏi phi. Nina mua cái loại mì này nè các bạn. Đây là mì, các bạn có thể tìm mua loại mì này trong các chợ Việt Nam cũng như là chợ của người Tàu. Và mì này thì được sản xuất tại Mỹ nha, không phải là của Trung Quốc nha. Các bạn nhìn, Nina mua cái loại có đề cái chữ là stir fry noodle. Đó. Rồi mì này thì người ta cũng đã làm chín rồi, cho nên mình không cần phải trụng qua nước sôi nữa. Trước tiên Lina sẽ pha sốt để chút nữa mình xào mì nha. Lina cho vô một muỗng canh dầu tỏi phi. Ba muỗng canh nước tương. Hai muỗng canh dầu hào. 1/2 muỗng canh đường cát. Và mình sẽ khuấy đều lên. Lina sẽ lấy cái mì này ra và các bạn nhìn là cái mì này nó có một cái lớp bột mì mỏng ở bên ngoài rất là ít thôi chứ không có nhiều. Cho nên bây giờ Lina sẽ đem đi rửa sơ. Mình rửa sơ qua nước lạnh thôi. Rồi mình để cho ra thật là ráo nước nha. Lina cho thịt ba chỉ vào trong chảo và mình thắng sơ cái thịt ba chỉ này để cho nó săn lại và nó ra bớt cái chất mỡ trong cái phần thịt ba chỉ. Và cái bí quyết để mà mình làm cho cái thịt ba chỉ này nó không có bị văng khi mà mình thắng mỡ đó là mình cho một chút xíu muối vào. Thì khi mình làm nó sẽ không có bị văng mỡ ra ngoài. Và ở đây Lina có một ít cải ngọt. Mình có thể thay thế cải ngọt bằng giá hẹ hay là những cái loại rau nào mà các bạn thích cũng được. Lina bắt chảo lên trên bếp và cho vô một ít dầu tỏi. Lina cho cải vô xào. Mình sẽ xào rau trên lửa lớn nha các bạn. Khi rau đã hơi xìu xìu xuống, Lina ninh vào trong đây một muỗng cà phê bột nêm gà. Một chút xíu muối. Khi rau vừa chín tới, Lina sẽ rắc vô một ít tiêu. Và bây giờ Lina sẽ cho cái phần cải này ra dĩa. Và khi mà cái thịt của mình nó đã săn lại và nó ra bớt mỡ rồi, và các bạn nhìn vào là thấy nó đỏ đỏ, nó cháy cạnh như thế này nè, là được rồi. Mình nhìn mình tưởng là khét nhưng mà thực sự không phải là khét đâu nha các bạn. Nó bị cháy cạnh thôi. Và nó săn lại, nó ra dầu rất là nhiều đây. Rồi bây giờ Lina sẽ vớt cái phần thịt này ra cho vào trong giấy thấm dầu. Lina cho chảo lên trên bếp và cho mì vào trong chảo. Sau đó mình cho một ít nước vào. Mình xào với lửa vừa thôi nha các bạn. Mình cho một ít nước vô để cho cái mì của mình nó xìu xuống, bớt hết cái mềm mềm lại. Ta bán người ta để trong ngăn nó tủ lạnh cho nên là cọng mì nó hơi khô cứng, cho nên là mình sẽ cho nước vô để cho cọng mì nó xìu xuống bớt. Và khi cọng mì đã xìu xuống, Lina sẽ cho cái phần sốt dầu hào này vô. Mình cho vô từ từ thôi. Mình không có cho hết một lần, mình cho vô từ từ. Mình nếm sao cho vừa ăn. Lina cho cái dầu tỏi vô luôn. Cho một ít dầu tỏi thôi. Lina cho hành tây. Lina cho cái thịt ba chỉ cũng như là hành gốc hành lá luôn.
mình cũng cho cái phần cải lúc nãy mình xào đó mình cho vô đây luôn. Lina rắc lên một ít tiêu. Vậy là món ăn của mình đã xong rồi. Bây giờ Lina tắt bếp và cho cái phần mì của mình ra dĩa. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video clip này. Nếu như anh chị em và các bạn yêu thích món ăn này của Lina thì đừng quên bấm subscribe đăng ký để ủng hộ cho kênh của Lina nha. Lina cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong món ăn lần sau.